Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một cái clip để khảo sát thực tế. Loa full thì súp hơi thì giới thiệu nhiều rồi. Nếu mà em khảo sát thực tế là cái loa dòng loa toàn giải của em đang bán ở trên thị trường rất là nhiều. Ở đây thì các bác đang dùng hai đôi loa full chất lời thì cũng là rất là nhiều rồi nhá. Và súp hơi thì hôm nay thì giao khách quả súp hơi AV lấy hộ khách thôi. Còn bác đang dùng cũng một quả súp hơi hầm ở đây. Thùng Nexo của Tùng Nguyên Audio. Và các bác, hôm nay em chỉ giới thiệu review cái chất âm của loa toàn giải thôi. Đấy, để cho tất cả các bác hiểu về cái chất âm của loa toàn giải nó như thế nào. Dùng hai đôi loa full 40, bác cũng đều quân 76, nhưng bác thì vẫn sử dụng bơi bát toàn giải. Và các bác đóng thùng thì sẽ như này này. Toàn giải thì nó là thuộc dòng loa đồng trục. Các bác có thể sử dụng các cái dòng loa như toàn giải thì các bác có thể là dùng trợ lời. Đấy, để tăng cái lời của mình lên để tiếng mic có thể là khi hát thì nó sẽ sáng hơn. Đấy, em bán bát toàn giải rời thì rất là nhiều, nhưng các bác không được nắm rõ thực tế. Đây là cái thùng bác thì tự đóng và khi mà tăng cái loa toàn giải vào thì lời của nó sẽ lên được rất là nhiều. Và đặc điểm là các cái dòng này, đây là cái bát 25 thôi nhá, mà đánh cùng với dòng full 30 với cả súp hơi rất là nhiều để tăng lời. Đấy, dòng toàn giải đánh trực tiếp không cần phải bát tép hay phân tần gì cả. Kể cả em đánh sự kiện cũng thế, khách của em làm sự kiện thì người ta dùng full đôi đánh trợ lời các bộ dàn sự kiện thế. Nó nhẹ mà nó rẻ mà nó lại dùng nó rất hay. Đây là cái bát 25. Cái bát 25 này nó ra cả giải bát, giải chung, giải tép thì nó sẽ đánh trực tiếp từ ra. Đấy. Khi các bác mà muốn nghe nhạc là một. Nghe nhạc cái dòng này nó ra lời nhiều. Đấy, nghe nhạc thì nghe nhạc vàng với cả nghe nhạc cổ điển thôi. Thế nên là các bác dùng loa toàn giải. Hôm nay em đi khảo sát thực tế thì để cho tất cả các bác biết đến cái dòng loa toàn giải, nó trợ lời nó rất là tốt. Cái dòng loa toàn giải 2 năm này em đang bán có mỗi là 800.000 một đôi thôi. Như cái bát 30 thì lời của nó sẽ gấp đôi như này luôn. Nó cảm giác nó to và nó khỏe hơn vì cái củ từ nó sẽ to hơn. Cái củ bát toàn giải 30 thì là 1 triệu một đôi. Các bác nào mà chưa biết đến loa toàn giải thì các bác có thể tham khảo các cái dòng loa ở trên YouTube hoặc trên mạng. Còn nó ví dụ như quả loa toàn giải bãi mà ví dụ sách tay 5 triệu, 10 triệu hoặc là 20 triệu mà các bác bỏ ra hát karaoke, ví dụ mà nó trợ lời mà trong các bộ dàn ví dụ đánh đẩy như này, nó đánh đẩy thổi to lên mà nó bị cháy thì các bác rất là xót ruột. Đấy. Thế nên là nó rất là, nếu mà nói là loa bãi mà đánh đẩy mà dùng cái toàn giải mà đánh đẩy rất dễ bị cháy, em khẳng định luôn, cháy. Nhưng các cái loại loa mà tàu như này thì các bác lại đánh đẩy thoải mái luôn. Đấy, công suất của nó lại làm lớn hơn. Thì hôm nay em Tùng Nguyên Audio thì cái chỗ này thì nhà bác thì chơi sân vườn, đúng cảnh gọi là chất của Bến Tre, Sài Gòn. Các bác có nhu cầu chơi thiết bị âm thanh thì liên hệ cho em. Thì hôm nay em review thực tế để cho các bác chơi thôi. Đấy, hôm nay em Tùng Nguyên xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.